Cáo chín đuôi. Trong chuyện tương lai tôi từng kể, người điều khiển giấc mơ có thể giam cầm bạn trong một giấc mơ và tạo ra ảo giác để khiến bạn không thể nào thoát ra. Như khi bạn chìm vào giấc ngủ nhưng lại không thể thức dậy. Con đường một chiều. Cánh cửa mà bạn vừa bước qua, nó liền đóng lại và không có cách nào để mở ra. Tuy nhiên, có một sinh vật cũng có khả năng tương tự. Nó nguy hiểm và đáng sợ không kém, thường được mọi người biết đến qua nhân vật Đát Kỷ. Đó là cáo chín đuôi. Thời điểm hiện tại, thế giới đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế. Tìm việc dần trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. May sao, công việc của tôi vẫn ổn định. Mặc dù đồng lương không cao, nhưng vẫn đáp ứng đủ những nhu cầu cơ bản, có thể coi là tạm ổn. Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh làm thực phẩm dần trở nên khan hiếm. Giá cả từ đó cũng tăng cao. Áp lực công việc cộng với các vấn đề khác làm tôi ngày một căng thẳng. Bé mèo là niềm an ủi lớn nhất của tôi, luôn luôn bên cạnh, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Người bạn thân nhất của tôi, mặc cho những người xung quanh có tỏ ra không thích hay sợ hãi. Đặc biệt, màu ở hai mắt của nó hoàn toàn khác nhau. Tôi từng tìm hiểu qua, người ta bảo đó là do dị sắc tố ở mắt. Màu của mống mắt được xác định bởi sự tập trung và phân bổ các sắc tố melanin. Nó có thể là hoàn toàn hoặc theo từng phần. Dị sắc tố hoàn toàn, một mống mắt có màu khác với mắt còn lại. Dị sắc tố từng phần, một phần của mống mắt có màu khác với phần còn lại của nó. Dị sắc tố trung tâm, có một vòng xung quanh đồng tử hoặc có thể có các gai màu khác nhau tỏa ra từ đồng tử. Tuy nhiên, đây không phải là thứ mà mọi người sợ hãi, mà nó đến từ màu lông của nó. Lông của nó khá dài, đen tuyền, lại không thô ráp như các con mèo thông thường. Khi nó nhắm mắt nằm yên, trông chả khác nào một cái đầu người nhìn từ phía sau. Không hiểu sao, dạo này, bọn học trò của tôi có vẻ hư hơn trước. Bài tập về nhà vừa không làm, trên lớp lại không tập trung nghe giảng, còn thường xuyên cãi lại. Không phải kiểu tranh luận sôi nổi, hào hứng để cùng tìm ra những ý mới hay những thắc mắc thú vị, độc đáo. Có thể vì chúng chỉ muốn qua môn, không quan tâm đến số điểm. Càng ngày tôi càng mệt mỏi. Tôi có nghiêm khắc với chúng, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng. Tôi đâu quan tâm thi đua hay thành tích gì. Chỉ cần chúng học tốt, đạt điểm cao thì tôi đã rất vui. Tôi từng trải qua giai đoạn đó nên hiểu rất rõ. Tôi không bao giờ muốn sau này chúng sẽ phải hối hận như tôi chỉ vì bây giờ không chịu cố gắng. Tôi có thể cứng rắn hơn, nhưng không thể vượt quá giới hạn. Về đến nhà, sau khi ăn cơm xong, tôi phải chấm sấp bài tập vừa giao. Tôi không còn tí tâm trạng nào để giải thích với mẹ về việc tôi quên làm gì đó bà nhờ. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Mọi công sức của tôi thời gian qua không hiệu quả, quá nhiều bài có điểm số thấp. Việc tôi sửa lại những bài này không khác nào việc tôi phải giảng lại bài đó hàng chục lần. Tôi biết mọi người sẽ nói, sao tôi không gom chung lại. Những lỗi sai giống nhau mà lên lớp sửa cho hiệu quả, vừa đỡ mất thời gian. Vì khả năng tiếp thu của mỗi đứa mỗi khác, kể cả những lỗi sai giống nhau. Bọn chúng sẽ rất ngại hỏi, nên đối với những đứa có khả năng tiếp thu kém hơn, tôi sẽ sửa chi tiết và giải thích rõ ràng hơn chút. Huống hồ, nếu việc tôi sửa trên lớp có hiệu quả, thì việc dạy thời gian qua đã không mang lại kết quả tệ thế này. Tôi vươn người đứng dậy, đi lấy cốc nước, rồi quay lại bàn làm việc để tiếp tục soạn giáo án. Thời điểm bây giờ mới thực sự là công việc tôi phải làm, dù không được tính tăng ca hay phụ cấp. Tôi nghĩ, có lẽ, mình nên thay đổi thêm gì đó mới. Tăng thêm nhiều hoạt động hội nhóm chẳng hạn. Giờ đây, công nghệ càng phát triển. Tôi sẽ lập nhóm trên mạng xã hội, phát trực tiếp và đặt câu hỏi cho chúng để lấy điểm cộng hay các phần quà hấp dẫn gì đó. Bọn chúng được thoải mái tìm tài liệu trong sách vở hay trên mạng xã hội. Thông qua đó, bọn chúng không những có thể tự ôn bài mà còn linh động trong việc tìm kiếm kiến thức hơn. Trên trường, tổ chức thêm vài trò chơi trong giờ để chúng ôn lại kiến thức, các trò chơi đố vui có thưởng. Hay là lâu lâu tổ chức cho chúng xem phim và cuối giờ đặt câu hỏi để lấy thêm điểm cộng. Dù sao thì khi bọn chúng xem phim sẽ dễ nhớ hơn và nhớ lâu hơn việc nhồi nhét các kiến thức khô khan. Tôi vô cùng hào hứng khi nghĩ tới viễn cảnh học trò của mình đạt điểm cao, đứng trên vinh quang, đầy tự hào và hãnh diện bởi công sức của mình. Thế nhưng, mọi công sức, mọi kế hoạch của tôi có vẻ vô dụng. Bọn chúng không mấy quan tâm. Tổ chức xem phim thì bọn chúng đùa giỡn, mặc sức nói chuyện. Trò chơi hội nhóm thì không có ai phản hồi hay tương tác. Tôi đang rất không vui, thế mà đồng nghiệp lại có hành động khiếm nhã. Tôi cực kỳ khó chịu, liền phản ứng gay gắt. Qua thời gian, không chỉ học trò mà đồng nghiệp bắt đầu xì xào, chỉ trỏ, bàn tán, nói xấu sau lưng tôi. Tâm trạng của tôi ngày một tệ, từ một giáo viên luôn vui tươi, đầy động lực và khao khát cống hiến. Giờ đây, mỗi lần đến trường như một cực hình, tôi không còn cảm thấy thoải mái. Trước đây, tôi cảm thấy vui mừng khi một ngày mới đã tới
hào hứng gặp học trò, chia sẻ những kiến thức đầy thú vị. Giờ đây, những suy nghĩ thường trực trong tôi là lại phải đến trường sao? Có thể không đến được không? Nghĩ vậy, nhưng tôi biết là không thể. Áp lực từ bản thân, từ gia đình khiến tôi không thể buông bỏ công việc nhàm chán này. Tôi phải cố gắng thay đổi tư duy giảng dạy, nghĩ ra những thứ mới mẻ hơn nữa. Tôi cố gắng tươi cười mỗi khi đến trường. Dù cho bản thân tôi không thấy thoải mái, nhưng biết rằng nó sẽ mang đến cho mọi người xung quanh nguồn năng lượng tích cực. Mọi người sẽ dần thay đổi góc nhìn và đối xử tốt với tôi hơn. Không có tác dụng. Khi cuộc sống của tôi quá tồi tệ, niềm hy vọng duy nhất là gia đình. Gia đình không bao giờ phản bội hay làm hại ta. Gia đình là nơi luôn dang rộng cửa đón ta về. Nhưng không, thứ đó nhận tôi là những lời chỉ trích từ gia đình. Vì rất nhiều vấn đề, nào là về tiền bạc, về việc lập gia đình, về việc lo chăm sóc nhà cửa, các khoản nợ, các hóa đơn cần thanh toán. Tôi biết chứ, tôi đang cố gắng đây. Họ cứ tạo áp lực lên tôi để làm gì? Tại sao họ không cảm thông hay an ủi tôi? Tôi nghĩ, có lẽ, họ không biết áp lực từ công việc của tôi đã nhiều nhường nào, giống như việc bạn có nhiều người sếp. Mỗi người đều giao việc bắt bạn phải hoàn thành, nhưng lại không biết những việc mà người sếp khác đã giao. Tôi thông cảm và không oán trách họ hay bất kỳ ai. Thứ duy nhất níu giữ tôi hiện tại, có lẽ chỉ có bé mèo. Nó luôn luôn ở bên cạnh, tôi cảm thấy rất yên bình. Đặc biệt, nó luôn gầm gừ và xù lông với những người trong gia đình của tôi khi họ chỉ trích hay chửi bới tôi. Như một lời động viên, niềm an ủi dành cho tôi. Đến khi tôi không thể gồng mình được nữa, tôi mặc kệ họ nghĩ gì hay nói gì. Tôi không quan tâm đến những lời chỉ trích sau này. Họ đâu biết tôi đã cố gắng ra sao. Tôi quyết định lặng lẽ chấm dứt cuộc đời của mình trong phòng. Hôm đó, sau khi tắm xong, tôi vào phòng đóng cửa lại. Do lát nữa tôi có giờ dạy buổi tối ở trường, nên gia đình chỉ nghĩ tôi vào phòng để thay đồ. Tôi có buồn cũng chỉ do những câu chửi bới của họ, như mọi ngày. Dù vậy, tôi cũng không quên trách nhiệm của mình. Tôi mở điện thoại ra, nhắn tin cho học trò. Nay lớp nghỉ nha, do cô có việc đột xuất. Cô sẽ dạy bù vào hôm khác và thông báo sau. Khi họ phát hiện ra thi thể của tôi, nhà trường sẽ tự sắp xếp giáo viên khác dạy chúng, mong sao sẽ có kết quả tốt hơn. Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, treo dây lên cao, kéo thử vài lần. Kê ghế tới rồi đứng lên, tôi nhanh chóng cảm thấy khó thở. Đầu óc của tôi dần tê dại đi, tất cả đã kết thúc. Đột nhiên, tôi ngã mạnh xuống, cả cơ thể của tôi đau nhức. Nhìn xung quanh, bên cạnh tôi, ngoài cái dây đã đứt, còn có cơ thể của bé mèo. Lạ thay, cơ thể của nó bị chấn thương do ngã từ trên cao, điều mà khó có thể xảy ra đối với khả năng của một con mèo. Xung quanh còn chằng chịt, đầy những vết thương do bị cào. Cả cơ thể đầm đìa máu, nó nằm bất động, nó đã chết. Tôi gào khóc trong vô vọng. Thứ duy nhất tạo ra sự tích cực nhỏ nhoi cho tôi, giờ đây cũng bỏ tôi mà đi. Nhưng mà tôi cũng không muốn tìm đến cái chết nữa. Bé mèo sẵn sàng hy sinh, đổi mạng sống của mình để cứu bằng được tôi. Tôi cũng phải cố gắng tiếp tục sống. Áp lực là gì chứ? Tôi sẽ đạp vỡ nó bằng chính đôi chân của mình. Những người ganh ghét tôi, tôi sẽ cho họ thấy sự nhục nhã của chính mình bằng vinh quang của tôi. Chắc mọi người đều nghĩ đây là một câu chuyện bình thường, kết thúc bằng sự hy sinh của chú mèo cưng đáng thương. Thực tế thì không phải vậy. Loài chó có khả năng nhìn thấy hồn ma, thì loài mèo có khả năng nhìn thấy yêu tinh. Cách đây không lâu, mèo của cô ta đã phát hiện ra sự hiện diện của một con cáo chín đuôi. Cáo thôi miên, tạo ra ảo giác, điều khiển tâm trí của cô chủ. Mèo thấy con cáo chín đuôi đi theo cô chủ đi làm, nên ra sức xin đi theo để bảo vệ. Đương nhiên, mọi cố gắng vô ích, cô chủ sao có thể mang nó theo đến trường. Ở trường, học trò rất ngoan và yêu quý cô. Đồng nghiệp thì thân thiện, chưa từng có bất kỳ hành động khiếm nhã nào, khác hoàn toàn với ảo giác mà cô nhìn thấy. Ở nhà, mỗi khi mèo thấy cáo ám hại cô chủ bằng cách tạo ra ảo giác song song, nó liền tấn công, xua đuổi. Ảo giác song song nghĩa là khi hai hay nhiều đối tượng cùng ở đó, cáo chín đuôi sẽ tạo ra hai hay nhiều ảo giác với tất cả. Mọi người sẽ thấy lời nói và hành động của người đối diện, cách hành xử sẽ diễn ra theo đúng ý của nó. Con người ta khi bị tác động xấu sẽ hiếm khi có thể giữ bình tĩnh để trao đổi với nhau, mà sẽ dần tạo ra khoảng cách. Nếu có thì họ cũng ít khi phản bác hay phủ nhận khi bị nghi ngờ. Huống hồ, ảo giác đó là do nó tạo ra, nên cho dù có bình tĩnh ngồi trao đổi đi nữa thì cũng không phải với người ở thực tế. Cô ta có cảm thấy tiêu cực như nào đi nữa, cũng không có ý định tìm đến cái chết nếu không trúng hương mê thôi miên của cáo chín đuôi. Hôm đó, mèo của cô ta thấy cáo đang đứng trên dây, sắp hại chết cô chủ, bèn liều mình lao lên tấn công. Tuy đánh đuổi được cáo chín đuôi, nhưng mà bản thân mình lại hy sinh.
người điều khiển giấc mơ và cáo chín đuôi đều có khả năng thôi miên mạnh mẽ. Vậy điểm khác nhau là gì? Người điều khiển giấc mơ sẽ giam giữ bạn trong đó. Dù bạn có làm gì trong mơ, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Nếu bạn bị tổn thương trong mơ, thì nó chỉ tác động trực tiếp lên bộ não của bạn ở thực tế. Với thuật thôi miên của cáo chín đuôi thì khác. Mọi hành động trong ảo giác đó, nó sẽ tác động trực tiếp lên cơ thể của bạn và ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh ở thực tế. Ví như trong ảo giác bạn đập vỡ một bình hoa, thì thực tế bạn đập vỡ một thứ gì đó khác. Có thể đó là một cuốn tập, một cây quạt. Nguy hiểm hơn là một con mèo, hay thậm chí là chính đứa con của bạn. Cho nên, người bị cáo chín đuôi thôi miên sẽ giống như đang trong tình trạng bị mộng du nặng. Những loài như cáo thường có linh tính nên dễ tu luyện thành yêu tinh. Giống mèo đen hai màu mắt dị biệt cũng vậy. Do đó, sẽ có những lúc bạn gặp phải khó khăn, nghĩ là đã tới giới hạn của mình. Mình không thể. Thật ra, sức mạnh của bạn lớn hơn bạn nghĩ rất nhiều, chỉ là bạn chưa biết. Có những siêu anh hùng, họ còn không nghĩ mình có năng lực siêu nhiên đến khi phát hiện ra. Cho nên, dù bạn có đi con đường nào đi chăng nữa, chỉ cần đúng mục tiêu, đúng đam mê, đúng phương hướng, thì cuối cùng vẫn sẽ đến đúng vạch đích.